Dạ hiện tại thì em đang ở B2 của dự án Phú Tài. Bên em thì có hai hầm B2 và B1. Dạ đây là hầm B2. Bây giờ thì mình sẽ đi lên hầm B1. Trên này thì kết hợp là xe máy với lại xe ô tô. Rộng giống như B2. Đây là không gian để mình đi đi ra.